Trưa ngày 20 tháng 7, Bộ đội Biên phòng và Công an Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp, làm rõ động cơ. Mục đích hai người đàn ông giả danh thượng tướng và đại tá quân đội mang theo 197 triệu đồng và 3.802 đô la Mỹ ra đảo Lý Sơn. Qua làm việc trực tiếp và lấy lời khai, người mặc quân phục, đeo quân hàm thượng tướng là ông Bùi Đức Thăng, 58 tuổi, trú phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Người mặc quân phục, đeo quân hàm đại tá, tự khai là Nguyễn Ngọc Thuần, 49 tuổi, trú phường Xuân Định, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chức danh trợ lý cho thượng tướng. Qua làm việc, ông Thăng và ông Thuần khai mặc sắc phục quân đội và đeo quân hàm thượng tướng và đại tá giả, chức vụ cũng giả. Người khai là cận vệ đoàn tên Nguyễn Thanh Tùng, 23 tuổi, trú thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Người còn lại là Lê Kim Bình, 63 tuổi, trú phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tự giới thiệu là thiếu tướng công an. Cơ quan chức năng xác định người này từng làm trong ngành công an và đã nghỉ hưu cách đây 2 năm. Ngoài làm việc với 4 người trên, cơ quan chức năng còn kiểm tra xe biển xanh mà nhóm sử dụng đi lại từ ngày 17 tháng 7 đến 19 tháng 7. Theo đó, kết quả tra cứu xe biển xanh trên, nếu là biển thật, thuộc sự quản lý, sử dụng của cơ quan trung ương đóng tại Đà Nẵng. Tài xế DCT, 56 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng, chở nhóm người trên không đi cùng ra đảo Lý Sơn mà ở lại đất liền. Khi làm việc đã xuất trình được phiếu báo sử dụng xe ô tô, người sử dụng xe là Bùi Đức Thăng, đặc phái viên của Ban Bí thư lộ trình Đà Nẵng, Quảng Ngãi, có ra huyện đảo Lý Sơn. Cơ quan chức năng đang đấu tranh, làm rõ thông tin Bùi Đức Thăng, đặc phái viên của Ban Bí thư và xác định động cơ, mục đích của sự giả mạo này.